Hi, xin chào anh em. Nếu mình nói chỉ chưa tới 10 triệu đồng mà anh em có thể mua mẫu laptop có màn hình Full HD, một thiết kế có thể là kim loại hoặc là nhựa bởi vì mình cũng chưa chắc chắn lắm, và một CPU 4 nhân thì anh em có tin không? Cùng đi vào video nhé. Thì như mình đề cập đến ngay từ đầu thì đây là một mẫu laptop đến từ Acer thuộc dòng Swift. Thì đây là một dòng laptop mỏng nhẹ để hướng tới những cái bạn thích một sản phẩm mà nó thời trang và dễ mang đi mang lại. Thì với 10 triệu đồng mình đã ngạc nhiên khi lần đầu tiên sờ đến em nó. Mình không chắc chắn lắm đây là nhựa hay là kim loại, bởi vì sờ nó vừa giống nhựa và nó cũng vừa giống kim loại. Và đấy, rất chắc chắn không hề có flex ở tất cả các vị trí. Thì mà tuy nhiên ấy, bàn phím mặc dù máy không hiện tượng flex nhưng bàn phím cho mình cảm giác bấm nó ở mức trung bình thôi, không ấn tượng lắm. Trackpad cũng vậy, trackpad thì có khả năng tracking được, nói chung là dùng ở mức cơ bản thì không xảy ra bất kỳ một vấn đề nào cả. Và thì chúng ta sẽ chuyển tới các phần khác. Ok, vậy thì mình sẽ nói tới những điểm mạnh của mẫu laptop này. Đầu tiên đó chính là phần màn hình đi. Viền hai bên mỏng, trên dưới thì có độ dày ở mức trung bình. Thì đây là màn hình Full HD IPS. Với tầm giá chỉ chưa tới 10 triệu đồng mà anh em được trang bị một màn hình IPS cũng là một điều vô cùng tuyệt vời rồi, cho góc nhìn rất tốt. Còn về độ chính xác màu sắc thì ở mức trung bình thôi, cũng không phải là kiểu xuất sắc quá, thì sẽ phù hợp với các nhu cầu giải trí xem phim hoặc là chơi game thông thường. Nhắc đến chơi game thì chỉ chơi game ở mức vừa phải thôi, gọi là chơi để giải trí ấy, vì mẫu laptop này được trang bị chip Pentium N5000 Pentium, đúng không? Anh em đoán xem mẫu laptop này bao nhiêu nhân. Mình thì trong lần đầu tiên xem mẫu laptop này, mình check thử trên trực tiếp trên máy thì là một CPU 4 nhân. Mình đã thắc mắc là tại sao một con Pentium lại 4 nhân, thì mình đã check thử trên trang chủ Intel và đúng là 4 nhân thật. Không biết anh em có thể check lại ở chỗ khác xem comment bên dưới xem có đúng thực sự là chip Pentium Silver N5000 có 4 nhân hay không nhá. Nếu mà đúng 4 nhân thật thì comment nhé. Và xung nhịp cơ bản sẽ là 1.1GHz, xung nhịp top boost lên đến 2.7GHz. Nghe có vẻ vô lý nhưng mà đúng là thực tế, mình đã test thử qua thì đúng là như vậy. Còn RAM của mẫu laptop này là 4GB. 4GB thì chỉ phù hợp để làm nó nhẹ nhàng thôi, vì tối thiểu bây giờ theo mình nghĩ cũng phải là 8GB rồi, hơi ít nhưng mà không sao, 10 triệu mà. Và bộ nhớ là 64GB MMC. Mình sẽ không nói sâu về phần bộ nhớ này, anh em có hiểu đơn giản là nó là một bộ nhớ flash và nó gần giống như một chiếc thẻ SD ấy. Bộ nhớ có tốc độ đọc rơi khoảng độ gần 200MB một giây. Đấy, anh em chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. 64GB thì hơi ít đúng không? Vậy thì giải pháp như nào? Khi anh em mua mẫu laptop này, ở Anfat Computer sẽ được tặng một phần quà, đó chính là một chiếc SSD M2 128GB nữa. Vậy thì cộng tổng dung lượng vào đã gần 200GB rồi. Đó, 200GB là ổn để làm công việc văn phòng bình thường rồi. À, quên mất, mình chưa nói đến phần pin cũng như là phần cổng kết nối. Thì với mẫu laptop mỏng như này thì anh em vẫn được trang bị rất là đầy đủ cổng kết nối. Khi ở bên cạnh phải, anh em sẽ có một khe thẻ SD, một jack mic audio combo, một cổng USB Type A. Còn sang bên cạnh trái sẽ nhiều hơn khi đây là cổng sạc HDMI, USB Type C và hai cổng USB A nữa, trong đó có một cổng dùng để sạc cho các thiết bị di động. Mình thấy cái logo sạc ở đấy. Vậy thì tóm cái vé lại, với gần 10 triệu đồng bỏ ra thì anh em sẽ nhận được những gì? Một chiếc laptop có CPU 4 nhân theo những gì mình tìm hiểu được trên trang chủ và cũng như trang máy ghi vậy, 4GB RAM, một màn hình Full HD IPS và được tặng thêm SSD 128GB. Mà phần quà SSD 128GB này thì chỉ có giới hạn thôi nhá, không phải là cứ tặng nhiều đâu. Anh em hãy cố gắng đến mua thật sớm để nhận được SSD nhá. Anh em thấy sao về sản phẩm này? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.